Xin chào mọi người, em là Phong. Thì hôm nay em sẽ đang bán các cây lan em đã thuần tại vườn nhà mình. Thì cây lan em thuần được 2 năm rồi. Từ lúc em mới chơi lan thì em đã trồng cái cây này rồi. Thì cây này em đã qua một đợt tỉa lại rễ. Tại vì rễ đi lung tung quá em đã tỉa, và em cho nó ra là theo cái đường lũa cho nó đẹp. Đó, thì bây giờ cây rất là khỏe. Đây là ngồng hoa, đây là ngồng tắc ở đây là có 3 nhánh nha. Có cái nhánh ngoài này đó, ngày xưa nó bị em cắt mấy lá do nó bị cháy nán nè. Còn bây giờ nó lên lại lá mới rất là khỏe. Lá mới nó bây giờ đã thuần rồi nên rất là to. Cái này về mọi người chỉ cần để mà tưới nước thôi, không còn phân thuốc gì nhiều đâu. Lũa em để trên lũa hương nên là rất là tốt. Tất cả đều có nụ nha mọi người. Rồi thì cái cây này và lũa như thế này là em bán 2,5 triệu nha. Thì nếu mà có cô chú anh chị mua thì liên hệ với em. Nếu bây giờ mọi người mà đi mua một cái nhánh lan như thế này, nó bèo gì nó cũng khỏe mắc là 600.000 đến 700.000 một nhánh. Tại vì rất là to, cái quặng lá nó khá là to. Giống như đợt vừa rồi em mua những cái nhánh như thế này nè, đó thì nó đã ra vào cái độ là khoảng 600.000 một nhánh. Thì mọi người ghép 3 nhánh là mất 1,8 triệu rồi. 1,8 triệu mà để được thuần được như vậy thì nó sẽ rụng rất là nhiều lá. Do vậy mà nếu mọi người là mua thì liên hệ với em nha. Xin chào mọi người.